Hạnh Tắc Thánh, ngày 17 tháng 6, Thánh Giuse Cafasso, Linh Mục, năm 1811 đến 1860. Khi còn trẻ, Giuse Cafasso đã thích tham dự thánh lễ, sống khiêm nhường và cầu nguyện nhiều. Sau khi thụ phong linh mục, ngài được bổ nhiệm về chủng viện tại Turin. Tại đây ngài cố gắng chống lại tà thuyết gian dân, vì thuyết này quan tâm thái quá tới tội lỗi và sự nguyền rủa. Ngài dùng các tác phẩm của Thánh Francisco Salesio và Thánh Alfonso Liguori để chấn chỉnh sự nghiêm khắc trong chủng viện. Ngài giới thiệu các thành viên dòng ba Francisco với các linh mục. Ngài thúc đẩy lòng sùng kính thánh thể và khuyến khích rước lễ hàng ngày. Ngoài nhiệm vụ dạy học, ngài còn là người giảng phòng và giảng thuyết tài ba. Nhiều tù nhân được ngài giúp đỡ và ra đi an bình trong Chúa. Thánh Gioan Bosco là học trò của Thánh Giuse Cafasso. Thánh Giuse Cafasso thúc giục Thánh Gioan Bosco thành lập dòng Salesiêng để làm việc với giới trẻ ở Turin. Ngài được phong thánh năm 1947.